Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Tòa Nhân dân thành phố Hải Phòng ra quyết định số 01-2024 quy đề BGTB yêu cầu Cảng vụ Hải Phòng thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển tên Morning Vinaco số IMO 9146780 quốc tịch Việt Nam, chủ tàu là công ty cổ phần vận tải biển Vinaco mục đích bắt giữ là giải quyết khiếu nại hàng hải liên quan đến tổn thất hàng hóa trên tàu. Thời hạn bắt giữ tàu là 30 ngày. Quyết định có hiệu lực thi hành ngay theo pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển. Cụ thể nguyên nhân dẫn đến sự việc là cuối tháng 12 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh thuê hãng tàu Vinapco vận chuyển 15 container chứa 45 xe ô tô, 29 xe điện, 16 xe xăng từ cảng Chùa Vẽ Hải Phòng đi cảng Biên Nghé, thành phố Hồ Chí Minh các container được chất lên bong tàu Morning Vinapco khởi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023 thì cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Theo Vinapco Ship, đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2023, tàu rời cảng Tiên Sa tiếp tục hành trình. Khi đến vùng biển Quảng Nam thì gặp phải thời tiết xấu, gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao khoảng 6 mét làm con tàu lắc ngang, khiến 37 thùng container rơi xuống biển, mất tích có 14 trên 15 container đã mất tích. 1 trên 15 bị nghiêng khiến 3 xe ô tô bên bị va đập, hư hỏng, gây thiệt hại tại thời điểm đó hơn 30 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh vẫn chưa nhận được bồi thường từ sự cố nêu trên. Ngày 11 tháng 6 năm 2024, Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 614 CVHHTPHCM ATANHH gửi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh. Thông báo nội dung từ ngày 6 tháng 6 năm 2024, Cục Hàng hải Việt Nam đã giao Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan khác xác minh sự cố rơi container trên biển, sự cố hàng hải. Căn cứ vào kết quả xác minh, tổ chức điều tra vụ sự cố hàng hải, nếu có đủ căn cứ khẳng định đã xảy ra sự cố tàu Morning Vinapco rơi container trên biển. Hiện tại, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh đã cung cấp cho các bên liên quan thông tin như số hiệu các container bị thất lạc, xác nhận khối lượng toàn bộ VGM của từng container bị thất lạc. Các bằng chứng về thời điểm 15 container nói trên được tập kết đến cảng Chùa Vẽ Hải Phòng và sẵn sàng xếp lên tàu. Chi tiết thông số hàng hóa được sắp xếp vận chuyển trong từng container, lượng nhiên liệu, dầu nhớt và các chất gây ô nhiễm kèm theo nếu có trên các xe ô tô. Hình ảnh sắp xếp, phương pháp trang buộc, giấy chứng nhận trang buộc. Tài liệu chứng minh các container bị thất lạc đã được xếp lên tàu Morning Vinaco, Pin Up Landing Cargo Manifest. Theo đơn khởi kiện, thiệt hại do vụ tổn thất 42 xe mất tích, 3 xe hư hỏng của công ty Phương Anh là gần 39 tỷ đồng, gồm 37 tỷ đồng thiệt hại hàng hóa và 1,5 tỷ đồng lãi chậm trả 6 tháng liên quan đến hàng hóa. Vụ bắt giữ tàu liên quan đến nội dung khởi kiện, đòi bồi thường giữa chủ hàng với chủ tàu. Hai bên là đối tác làm ăn lâu năm trong lĩnh vực logistics. Mới đây, tại trạm thu phí Vân Đồn trên đường cao tốc Hạ Long Mong Cái Quảng Ninh, tổ công tác của đội 2, phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, cục cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng và kiểm tra một chiếc xe Land Cruiser VX mang biển kiểm soát 80B9189 do có nhiều dấu hiệu bất minh. Trên xe có 5 người, gồm một nam giới và bốn phụ nữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Đình Hát, trú tại Hoàng Mai Hà Nội Tiếp tục quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện một số vi phạm nghiêm trọng. Xe sử dụng biển kiểm soát 80B 9189 không khớp với đăng ký xe do công an thành phố Hà Nội cấp. Trên xe có trang thiết bị lật biển số, có thể thay đổi biển kiểm soát thành 29A 45565. Kiểm tra trên hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe của cục cảnh sát giao thông, xác định biển kiểm soát 80B 9189 được cấp cho phương tiện thuộc quản lý của cục quản trị văn phòng chính phủ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Đình Hát đã thừa nhận thực chất xe ô tô Land Cruiser VX đang điều khiển mang biển kiểm soát 29A 45565 và đã tự ý lắp đặt thiết bị lật biển số xe vào phương tiện của mình với một mặt là biển số đúng của phương tiện, còn một mặt là biển 80B 9189. Nguyễn Đình Hát cũng đã xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm của xe mang biển kiểm soát 29A 45565 do mình làm chủ phương tiện. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đang xác minh dấu hiệu trục lợi của NDH khi lái xe biển xanh giả đã qua các trạm thu phí, chiếm đoạt số tiền phí đường bộ của xe 80B-9189. Được biết, NDH đang công tác tại một cơ quan trung ương. Hiện vụ việc được đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vân Đồn, Quảng Ninh xử lý theo quy định. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông nhận được văn bản đề nghị của Cục Hành chính Quản trị 2, Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, làm rõ xe ô tô biển xanh của đơn vị mang biển số 80B-9189 không hoạt động nhưng đã bị trừ tiền tài khoản thu phí đường bộ không dừng. Nhận thấy có nghi vấn trong trường hợp dùng biển xanh ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc và tới 10 giờ ngày 30 tháng 6 đã phát hiện trường hợp trên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6, tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, xảy ra vụ sập hầm khai thác vàng trái phép, khiến hai phu vàng mắc kẹt trong hang sâu. Thông tin ban đầu, anh Bàn Văn Lưu, sinh năm 1989, người dân tộc Giao, trú tại thôn Bản Cấu, xã Hiệp Lực. Anh Ma Văn Thế, sinh năm 1985, dân tộc Tày, trú tại thôn Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn. Và anh Triệu Văn Xuân, sinh năm 1985, dân tộc Giao, chú tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, rủ nhau đến thôn liên kết vào hang đào trộm vàng. Do trời mưa nhiều ngày qua, các tảng đá lớn, sạt trượt, đổ sập lấp kín miệng hang. Anh bàn văn lưu ở gần cửa hang bị đá đẻ gãy tay, may mắn thoát được ra ngoài. Sau đó, anh lưu được đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn để cấp cứu. Anh Ma Văn Thế bị mắc kẹt trong hầm, gọi không thấy tiếng trả lời. Triệu Văn Xuân cũng bị mắc kẹt trong cửa hang nhưng vẫn tỉnh táo. Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền xã hiệp lực báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở và ngành chức năng khẩn trương vào cuộc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hai người bị mắc kẹt trong hang sâu. Trong đêm 30 tháng 6, lực lượng chức năng đưa được anh Triệu Văn Xuân ra ngoài. Anh Xuân cho biết nạn nhân còn lại bị mắc kẹt ở phía dưới, nơi đất đá sập kín. Lực lượng chức năng tiếp tục lên phương án giải cứu nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, trời đổ mưa nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Ba năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Ngân Sơn liên tiếp xảy ra nhiều vụ sập hầm vàng. Trước đó, ngày 14 tháng 10 năm 2023, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở mỏ vàng Park Lạng, Manu, nằm trên địa bàn xã Thượng Quan và xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, khiến một người thiệt mạng, một người bị thương. Mỏ vàng này do đơn vị khai thác là công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh Địa chỉ ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, làm chủ đầu tư khai thác chế biến khoáng sản vàng gốc. Ngày 13 tháng 6 năm 2022, tại hai hầm lò đang khai thác của mỏ vàng Bắc Lạng cũng xảy ra sự cố sạt lở, sập sụt, hậu quả một người thiệt mạng và một người mất tích.